Chúng con mời Đức Hồng Y an toàn. Giờ đây cha giám đốc Joachim Trần Văn Hương sẽ đại diện cho gia đình đại chủng viện dâng lời chúc mừng Đức Hồng Y. Nhiệt nhất của chúng con. Kính thưa Đức Hồng Y, trong bài huấn dụ ngày sắc phong Hồng Y, Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên bố tước vị Hồng Y chắc chắn là một phẩm giá, nhưng không phải là một vinh dự, không phải là một phụ kiện trang trí hay một cách mạnh mẽ hơn. Đức Thánh Cha còn nói, chiếc mũ hồng y không được xem như một phần thưởng hay đỉnh cao sự nghiệp của một con người. Vâng, kính thưa Đức Hồng Y, tước vị hồng y nói lên một phẩm giá cao quý tương xứng với một trọng trách thiết yếu, bản lề trong đời sống của giáo hội. Phẩm giá cao quý này đã được thể hiện một cách cụ thể nơi cuộc đời và sứ vụ mà chính Đức Hồng Y đã và đang đảm nhận. Phẩm giá cao quý này mang lại niềm hãnh diện cho giáo hội và dân tộc Việt Nam. Một cách riêng tư hơn, phẩm giá cao quý này nơi Đức Hồng Y còn là niềm tự hào của Đại chủng viện chúng con. Vì như Đức Hồng Y đã nói, chính tại nơi đây mà tôi được đào tạo nên người con của Chúa, con của giáo hội và con của đất nước Việt Nam. Chúng con tự hào nhưng không tự mãn. Vì Đức Hồng Y, bậc tiền bối của chúng con nơi mái trường chủng viện này, luôn là một tấm gương ngời sáng cho chúng con trong hành trình đào luyện của hiện tại và bước đường sứ vụ ở tương lai. Đức Hồng Y đã nêu gương cho chúng con bằng một đời sống đức tin can trường, sẵn lòng vượt qua mọi trở ngại, đã từng băng rừng vượt suối tại cao nguyên Lâm Viên để tìm đến chăm sóc những anh em dân tộc ít người quan tâm. Hay Đức Hồng Y cũng sẵn sàng vâng phục rời bỏ miền đất thân yêu, đi đến nơi mà Chúa sẽ chỉ cho, đi tới với một địa danh xa cách để phục vụ những con người xa lạ nơi kinh thành Hà Nội. Đức Hồng Y đã là gương sáng cho chúng con bằng một đời sống yêu thương chân tình và nhiệt tình đối với tất cả mọi người, dù đó là những con người thiện cảm, hồn nhiên, dễ mến, hay đó là những con người lạnh nhạt, vô tâm, khó gần. Đức Hồng Y đã là mẫu gương cho chúng con bằng con đường hy vọng mà Đức Hồng Y đã không viết thành sách, nhưng được viết bằng chính đời sống và hoạt động mục vụ mà Đức Hồng Y đã thực hiện trong những hoàn cảnh thuận lợi hay không thuận lợi, cả về mặt tự nhiên hay về mặt tinh thần, để sao cho tin mừng của Đức Kitô được rao giảng như chính phương châm mà Đức Hồng Y đã chọn: Đức Kitô người phải lớn lên. Luôn luôn tin tưởng, luôn luôn hy vọng, luôn luôn mến yêu, đó là những đức tính làm nên phẩm chất cao quý nơi Đức Hồng Y và cũng là những bài giáo dục quý giá cho chúng con. Do đó, kính thưa Đức Hồng Y, chúng con muốn hiệp thông với Đức Hồng Y trong thánh lễ chiều nay để dâng lên lời tạ ơn Thiên Chúa, như lời kết bài huấn dụ của thánh lễ tạ ơn ngày 14 tháng 2 vừa qua tại Roma, Đức Thánh Cha đã nói: tất cả những điều ấy không đến từ chúng ta, nhưng đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình thương và Ngài thực hiện mọi điều ấy nếu chúng ta ngoan ngoãn đối với các tác động của Thánh Thần của Ngài. Việc tôn phong lên hàng Hồng Y
còn thể hiện sự quan tâm đầy trân trọng của Đức Thánh Cha Francisco đối với Đức Hồng Y và sự ưu ái đặc biệt dành cho Giáo hội Việt Nam. Chúng con cũng muốn nhân dịp này để bày tỏ lòng biết ơn của chúng con đối với Đức Thánh Cha. Và cách riêng, chúng con cũng muốn bày tỏ niềm tri ân của chúng con đối với Đức Hồng Y, vì vào thời điểm này, với trọng trách mới, còn nhiều việc quan trọng cần làm, nhưng Đức Hồng Y vẫn ưu ái đến thăm và mang đến cho chúng con niềm vui, mang đến cho chúng con phúc lộc đầu xuân của Thiên Chúa là chính Đức Hồng Y. Kính thưa Đức Hồng Y, mùa xuân đất trời, hôm nay cũng là mùa xuân cho sứ vụ của Đức Hồng Y. Chúng con kính chúc Đức Hồng Y được dồi dào sức khỏe, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa, cùng phù trợ đặc biệt của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh cả Giuse, để Đức Hồng Y hoàn thành mỹ mãn mọi công việc mà Chúa và Giáo hội tín thác. Chúng con giờ đây kính dâng lên Đức Hồng Y đóa hoa tươi thắm, thể hiện cho lòng cảm mến và ngưỡng mộ của chúng con. Xin Đức Hồng Y vui nhận. Tôi xin chân thành cảm ơn những tâm tình mà Cha Giám đốc thay mặt cho Đại chúng viện đã gửi đến cho tôi. Thật sự ra những lời của Ngài nó xuất phát từ trong cái tâm hồn của những con người yêu thương nhau, cho nên Ngài có diễn tả cách nào đi nữa thì chúng ta cũng có thể bắt được ở nơi đó cái tình cảm đặc biệt dành cho những người anh em xuất thân từ Đại chủng viện này. Tôi đã được đào tạo 9 năm ở đây, và từ đấy tôi luôn luôn được giữ cái liên hệ với các cha giám đốc một cách liên tục, với các cha giáo sư, và cũng nhiều năm tôi qua lại đây vì lúc bây giờ chúng sinh của tôi vẫn còn học ở Đại chủng viện này. Hôm nay tôi đến cử hành thánh lễ đây. Đức Hồng Y Gioan Battista nói rằng đó là điều phải lẽ. Vì sáng nay tôi cử hành thánh lễ ở nhà mẹ dòng Saint Paul Richard, và sáng mai tôi cử hành thánh lễ ở nhà Kiến Sài Gòn. Giữa hai thánh lễ đó, tôi cử hành thánh lễ ở Đại chủng viện Thánh Giuse. Ngài gọi đó là một cái tiến trình rất là hợp lý, vì đến như Chúa Giêsu đã ghé qua Bethania. Bethania thì có Martha, tức là Saint Paul the Shark, có Maria, tức là có nhà Kín, và có Lazaro, tức là Đại chủng viện. Bao giờ dám nghĩ đến và cũng chẳng muốn nghĩ đến nghĩa chức Hồng Y. Khi tôi về Hà Nội thì cũng có những cái lời vừa để khích lệ tôi, vừa để an ủi, cho rằng về Hà Nội thì sẽ làm Hồng Y. Thú thật đối với tôi, đó là cái ý tưởng hoàn toàn xa lạ. Ý tưởng gần gũi nhất của tôi khi về Hà Nội đó là cái chặng đường cuối cùng để có thể về hưu. Cho nên khi nghe tin mình được làm Hồng Y, tôi hoàn toàn bỡ ngỡ. Nhưng mà chính lúc bấy giờ, một lời rất là ngắn ngủi đã đem lại cho tôi sự bình an, đem lại cho tôi cái niềm hy vọng, đem lại cho tôi cái ánh sáng. Đó là vào lúc 7 giờ tối ngày mùng 4 tháng Giêng, một tiếng nói từ Italia, đó là lời của Đức Khâm Sứ. Ngài bảo khi Ngài thấy tôi phản ứng ngạc nhiên, lo lắng,
thì Ngài chỉ nói có một lời và tôi muốn chia sẻ với anh em coi như là một cái sự bộc bạch cái tình cảm, cái tâm tình của tôi đối với anh em là những người em đi sau. C'est pour l'Église, c'est pour le pays. Đó là vì giáo hội, đó là vì quê hương. Và từ cái lời nói đó, tất cả mọi sự lo lắng, tất cả những cái ưu tư nó đều tan biến hết. Vì tất cả chúng ta chỉ là những người tôi tớ mà Chúa sử dụng, không phải cho chúng ta, mà cho hội thánh của Ngài, mà cho cái quê hương mà Ngài đã muốn chúng ta được sinh ra và lớn lên ở đây. Và chính trong tâm tình đó, hôm nay dâng thánh lễ này, tôi xin cha bề trên, các cha và tất cả anh em cảm ơn Chúa về hồng ân Chúa ban, nhưng xin Chúa nâng đỡ để cho tôi, để cho tất cả các cha, để cho tất cả anh em luôn luôn sống vì hội thánh và vì đất nước của chúng ta. Giờ đây với tâm tình đó, chúng ta hãy bước vào trong thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Mọi thánh lễ đều là lễ tạ ơn, nhưng hôm nay chúng ta có thêm rất nhiều cái lý do để tạ ơn Chúa. Chúng ta đã bước vào một năm mới. Chúng ta khai sáng ra một cái thời kỳ mới cho việc huấn luyện và đào tạo ở tại Đại Chủng Viện này. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa về những hồng ân đã qua. Chúng ta cảm ơn Chúa về những hồng ân hiện tại và những hồng ân sắp tới, để cho mọi giây phút chúng ta sống trong ân sủng của Ngài. Để được như vậy, giờ đây chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận sự bất xứng của chúng ta trước mặt Chúa. Xin Ngài tha thứ để chúng ta được cử hành thánh lễ này cho xứng đáng. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều âm tư từ lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi ngoài đàn. Vì vậy tôi xin đưa bà Maria thăm đời đồng chính sống tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Lạy Chúa là Cha chúng con và là đấng ban phán mọi ơn lành. Này chúng con nhìn nhận hết những gì chúng con đang có và ngay chính bản thân chúng con, tất cả đều bởi Chúa. Xin dạy chúng con ngày càng thấy rõ Chúa yêu thương chúng con dường nào, và xin làm cho chúng con tận lực tận tình yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách tiên tri Rêmêmia. Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, ta đã hiến thánh ngươi. Ta đã đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc, và tôi đã thưa lại: a a a, lạy Chúa là Thiên Chúa, tôi đâu có biết ăn nói, vì tôi còn con nít. Nhưng Chúa phán cùng tôi rằng: ngươi đừng nói tôi là con nít, vì ngươi sẽ đi đến với những kẻ ta sẽ sai ngươi đi, ngươi sẽ nói mọi điều ta sẽ truyền dạy ngươi nói. Ngươi đừng sợ họ, vì ta sẽ ở với ngươi để bảo vệ ngươi. Chúa phán như thế. Và Chúa giơ tay sờ vào miệng tôi mà nói với tôi rằng: đây ta đặt lời ta vào miệng ngươi. Đó là lời Chúa. Con sẽ ca tụng tình thương của Chúa đến muôn đời. Tình thương Chúa muôn đời con luôn ca tụng. Vạn kiếp miệng con sẽ cao giao lòng thành tín của Ngài. Vì Chúa phán tình thương đó xây dựng đến thiên thu, đức tin thành của Chúa thiết lập trên cung trời. Này David, ta gặp khi ta đường tìm, đầy tớ mà ta đã tôn phong bằng việc sức giàu cho, và mãi mãi bàn tay Chúa chẳng ngừng đã nâng ta, lấy dung lực cùng cô vững vàng muôn muôn đời. Này ta sẽ yêu người kiên trung một lòng, người sẽ nhờ danh thánh ta đây mà được sung mạnh thêm. Người sẽ nói cùng Thiên Chúa thân phụ của con đây, Chúa sung lực là nuôi cứu độ thân con này. Ôi,
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa. Tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã lãnh nhận. Anh em hãy hết lòng khiêm nhường, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái. Hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hòa thuận làm dây ràng buộc. Chỉ có một thân thể và một tinh thần, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, đấng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi người và ở trong mọi người. Anh em thân mến, mọi người trong chúng ta đã được ban ơn tùy theo lượng Đức Kitô ban cho. Và chính người đã ban cho kẻ làm tông đồ, người làm tiên tri, còn kẻ khác thì rao giảng tin mừng, kẻ khác nữa làm chủ chăn và thầy dạy, để tổ chức các thánh nhân nên hoàn bị hầu chu toàn chức vụ xây dựng thân thể Đức Kitô, cho đến khi mọi người chúng ta hợp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm tuổi người của Đức Kitô viên mãn. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi qua biên giới Samaria và Galilea. Khi người vào một làng kia, thì gặp 10 người phong cùi đang đứng ở đàng xa. Họ cất tiếng thưa rằng: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót tôi. Thấy họ, người bảo họ rằng: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn người. Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: Chớ thì không phải cả 10 người được lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này. Rồi người bảo kẻ ấy rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi.
Đó là lời Chúa. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 2 vừa qua, lần đầu tiên tôi được tham dự vào công nghị Hồng Y. Công nghị này là công nghị để bàn về việc cải tổ giáo triều Roma. Có trên 100 hồng y tham dự. Vì thế cho nên trong cái nghi thức trao mũ hồng y và trao nhẫn thì có trên 100 hồng y cũ cộng thêm 20 hồng y mới. Và tôi đã có dịp để áp má, để chúc bình an cho hơn 100 vị hồng y. Và những vị hồng y này sau đó thì lại tiếp tục gặp gỡ, bắt tay. Và một trong những cái lời chào chúc thường được nhắc nhở đó là: mừng Đức Hồng Y, mừng Giáo hội Việt Nam, một giáo hội rất là mạnh mẽ về đức tin, rất là can trường, rất là truyền giáo, một giáo hội rất đông các thánh tử đạo, một giáo hội đã cung cấp rất nhiều ơn gọi, vân vân và vân vân. Thế thì tôi mới mở mắt ra, tại sao bao nhiêu người từ những vị rất là nổi tiếng ở trên thế giới, khi bắt tay tôi, một hồng y rất nhỏ bé, rất tầm thường, mà là có những lời ngưỡng mộ, có những lời khen ngợi như vậy, mà chính tôi lại không có hãnh diện, tôi lại không sung sướng, tôi lại không hạnh phúc về tất cả những điều mà tôi đang có. Bài phúc âm hôm nay nhắc nhở cho chúng ta, cả người 10 người bị bệnh tật phong đều được cứu khỏi. Và một khi đã mang lấy tật phong thì bị loại ra khỏi cộng đoàn xã hội. Họ chỉ có thể đứng từ xa xa mà van xin Chúa, và Chúa đã cứu chữa họ. Nhưng chỉ có một người, mà lại một người ngoại đạo, đã quay trở lại để cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu, tôi nghĩ rằng rất buồn khi Ngài đặt câu hỏi, chứ không phải là cả 10 người đã được chữa khỏi hay sao? Thế nhưng tại sao chỉ có một người, mà lại một người ngoại giáo đã quay trở lại, còn 9 người kia ở đâu? Tôi thấy tôi sống trong một cái xã hội, tôi sống ở giữa những người đồng đạo, mà tôi nghe luôn luôn than phiền, đau khổ, trách móc, vân vân và vân vân. Tôi tự hỏi, Chúa đã làm gì cho tôi? Chúa đã làm gì cho giáo hội của tôi? Chúa đã làm gì cho dân tộc của tôi mà cả thế giới đều ngưỡng mộ, mà tôi lại dửng dưng,
tôi lại trách móc. Thưa cha giám đốc, quý cha và anh em, tôi không dám phê phán, nhưng tôi chỉ muốn chia sẻ một cái kinh nghiệm rất là sống động, rất là gần gũi. Tôi buộc lòng phải ngước mắt lên, tôi buộc lòng phải mỉm cười, tôi buộc lòng phải nói với họ là tôi hãnh diện là người Việt Nam. Tôi hãnh diện là người Công giáo. Tôi hãnh diện là giám mục Việt Nam. Vì Chúa đã yêu thương tôi, Chúa đã yêu thương giáo hội tôi, Chúa đã yêu thương quê hương tôi. Và giờ đây Chúa gọi tôi để tôi có thể đáp trả tình yêu thương đó một cách rộng rãi hơn, một cách chân thật hơn. Xin anh em cùng đồng hành với tôi, tất cả chúng ta cùng đồng hành với giáo hội Việt Nam, cùng đồng hành với cái đất nước nhiều đau khổ này, với dân tộc nhiều đớn đau này. Nhưng không trách móc, nếu có trách thì trách chính bản thân mình. Bài đọc 1, thiên tri Jeremia đã thoái thác: con không xứng đáng, con không biết nói. Nhưng Chúa đã nói: ta đã tuyển chọn ngươi khi còn trong dạ mẹ, ta đã ấp ủ ngươi, giờ đây ta sai ngươi đi. Tất cả anh chị em chúng ta hãy đón nhận lời đó. Và qua thư của Thánh Phaolô, Ngài kêu gọi chúng ta hãy tạ ơn Chúa, vì trong Đức Kitô Thiên Chúa Cha đã ban cho chúng ta muôn vàng hồng ân. Hãy biết đón nhận những hồng ân đó để xây dựng sự hiệp nhất, để xây dựng một cái cộng đoàn yêu thương, bất chấp người khác nghĩ cái gì về chúng ta, người khác cư xử với chúng ta như thế nào không quan trọng. Quan trọng là Chúa đã yêu thương, Chúa đã chọn, Chúa đã sai chúng ta. Và Ngài nói: thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn yêu thương, chăm sóc và giữ gìn hội thánh của Người qua việc trao ban những mục tử như lòng Chúa mong muốn. Trong tâm tình cảm tạ và tri ân, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Hội thánh có sứ mạng ra đi loan báo tin mừng cho muôn dân. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho Đức Giáo hoàng Phanxicô, các đức giám mục, các linh mục cùng toàn thể các tín hữu luôn nhiệt thành dấn thân cho công cuộc loan báo tin mừng, hầu làm cho những ai chưa nhận biết Chúa được đón nhận niềm vui và sự bình an của tin mừng Chúa Kitô. Xin Chúa nhận lời chúng con.
anh em hãy trở nên khí cụ bình an cho nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin cho những nhà lãnh đạo các quốc gia, những người đang đấu tranh cho công lý và hòa bình, luôn hành động dưới sự hướng dẫn, soi sáng của Chúa Thánh Thần, để tất cả những ai đang sống trong cảnh lầm than, đói khổ, tìm được sự nâng đỡ và phẩm giá đích thực của mình. Với anh chị em, tôi là Kitô hữu. Cho anh chị em, tôi là giám mục. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho Đức Hồng Y Phêrô mừng lễ tạ ơn hôm nay trong sứ mạng mới, luôn dồi dào sức khỏe và nhiều ơn Chúa, để Ngài có thể chu toàn trách nhiệm mà Chúa và Giáo hội đã trao phó. Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin đón nhận chúng con với những lời chân thành mà chúng con xin dâng lên Chúa, và tuôn đổ muôn vàng ân lộc trên chúng con trong năm mới này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để y lệ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng tiếng lễ vân này để ngợi khen Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã thương ban. Mặc dầu chúng con chẳng làm gì nên công trạng, xin giúp chúng con biết sử dụng ơn Chúa thế nào để làm rạng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ở cùng anh chị em và ở cùng cha, hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thân là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn ca thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiên nài xin Chúa nhờ cúng một Chúa thánh thần đoái thương thánh hoa của lễ chúng con dâng tiếng Chúa đây để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con thừa lãnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nợ, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, đem lời chúc tụng bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng.
và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và viên cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Thiên. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bánh giáo và sự mầu nhiệm của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy, lạy Chúa, khi ghi nhớ của khổ hình sinh ơn cứu độ sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiêng này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hồi thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiền vinh cùng toàn thể các thánh. Vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin ban cho Hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến. Cùng với tôi tới Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Mục Phaolô chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, các vị ân nhân của chúng viện chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Trên nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa
cứu thế và theo thể thân người dạy, chúng ta giam nguyện rằng lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Thiên Chúa, lạy Chúa, con chẳng đã Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ làm lành. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hy lễ tạ ơn chúng con đã dâng tiếng và lương thực thiêng liêng Chúa vừa ban, đã chính là bí tích cứu độ của con một Chúa. Ước chi bí tích này giúp chúng con vui vẻ hăng say phụng sự Chúa, và nhờ đó được hưởng những hồng ân khác nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là nguồn suối mọi phúc lành, ban cho anh chị em muôn ơn, tuôn đổ trên anh chị em giữ tràng phúc lành của Người, và gìn giữ anh chị em suốt cả năm ắt mùi này được an hồn an xác mạnh. Xin Thiên Chúa gìn giữ anh chị em được vẹn toàn trong đức tin, ban cho anh chị em được bền bỉ trong đức cậy, và cùng với lòng nhẫn nại thánh thiêng được kiên vững đến cùng trong đức mến. Xin Thiên Chúa sắm đăng ngày tháng và cống ăn việc làm của anh chị em trong bình an của Ngài. Xin Ngài nhân lời cầu nguyện của anh chị em trong mọi nơi mọi lúc, và thương dẫn đưa anh chị em đến sự sống muôn đời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại luôn mãi. Amen. Lời xong chúc anh chị em đi bình an.